Lại nữa, giới không sát sanh là nghiệp nhân cho sống lâu. Phật đem tâm đại từ thương chúng sanh thấu xương tủy, còn thường vì chúng sanh mà chết, huống gì sát sanh. Lại nữa, trí tuệ biết thật tướng, trừ pháp, chân thật không hư dối, cũng là nghiệp nhân duyên cho sống lâu. Bồ Tát do công đức trì giới hòa hợp với bát nhã ba la mật còn được sống lâu vô lượng, huống gì Phật đời đời đầy đủ vô lượng công đức ấy mà mạng sống có hạn. Lại nữa, như trong hết thảy sắc, Phật thần đệ nhất, trong hết thảy tâm, Phật tâm đệ nhất. Vì vậy trong hết thảy thọ mạng, Phật thọ mạng đệ nhất. Như người tục nói, người sanh ở đời sống lâu là quý, Phật ở trên người thọ mạng cũng phải dài lâu. Hỏi, Phật tuy có nghiệp nhân trường thọ, vì sanh vào đầy ác nên thọ mạng phải ngắn. Dùng thọ mạng ngắn ấy đủ hoàn thành Phật sự, chứ cần chi phải dài. Lại Phật do lực thần thông trong một ngày đủ hoàn thành Phật sự, huống gì trăm năm. Đáp, ở đây có ý diêm phủ đầy ác nên Phật thọ mạng phải ngắn, các nơi khác lành nên Phật thọ mạng phải dài. Hỏi, nếu như vậy, Bồ Tát sanh vào cùng vua Tịnh Phạn ở cõi Diêm Phù Đà, xuất gia thành đạo mới là Phật thật. Còn ở nơi khác, đều do lực thần thông biến hóa làm Phật để độ chúng sanh ư? Đáp, lời ấy không đúng. Vì cớ sao? Vì ở các chỗ khác thuộc cõi Diêm Phù Đà, cũng sẽ nói Phật ở nước ta là Phật thật. Còn ở các chỗ khác là Phật biến hóa, sao biết? Vì nếu ở các quốc độ khác tự biết đó là hóa Phật thì sẽ không chịu tin thọ giáo giới. Lại có người ở các quốc độ khác sống lâu một kiếp, nếu Phật sống trăm tuổi thì so với họ chưa đủ một ngày, chúng sanh kia sẽ khởi tâm kiêu mạn, không chịu thọ giáo. Thời kia chắc cho Phật sống một kiếp là Phật thật, còn đây là Phật biến hóa. Như kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội nói, thần thông biến chiếu Phật sống 700.000 vô số kiếp. Phật bảo Văn Thù Thi Lị rằng, Phật kia là thân ta, Phật kia cũng nói, Phật Thích Ca Văn là thân ta. Vì vậy nên biết chư Phật sống lâu vô lượng thật. Vì độ người nên thị hiện có dài ngắn. Ông nói Phật Thích Ca Văn, do lực thần thông nên trong một ngày độ chúng sanh không khác gì sống lâu. Vậy thời không cần sống trăm tuổi, chỉ trong một ngày cũng có thể làm đầy đủ Phật sự. Như A Nan có một lần tâm sanh ý niệm rằng, như Đức Phật Nhiên Đăng, Phật Nhất Thiết Thắng, Phật Tỳ Bà Thi, sanh ở đời tốt thọ mạng rất dài, có thể làm đủ Phật sự. Còn Phật Thích Ca Văn của ta sanh vào đời ác, thọ mạng rất ngắn, Thế Tôn sẽ không có thể làm đầy đủ Phật sự chăng? Bấy giờ Thế Tôn vào nhật xuất tam muội, tự thân biến hóa ra vô lượng chư Phật và vô lượng ánh sáng, khắp đến mười phương, mỗi mỗi hóa Phật ở các thế giới đều làm Phật sự, có vị thuyết pháp, có vị hiện thần thông, hoặc hiện thiền định, hoặc hiện ăn cơm. Các nhân duyên như vậy thì tác Phật sự mà độ chúng sanh. Từ tam muội dậy bảo A Nan rằng, ông thấy nghe các việc ấy chăng? A Nan thưa, đã thấy. Phật bảo A Nan, Phật dùng thần lực như vậy làm đầy Phật sự được chăng? A Nan thưa, giả sử Phật sống một ngày và cỏ cây trên đại địa đều là chúng sanh khả độ, thời Phật có thể độ hết, huống gì Phật sống trăm năm. Vì vậy nên biết chư Phật sống lâu vô lượng chỉ vì độ chúng sanh, nên thị hiện có dài ngắn. Ví như mặt trời mọc, bóng hiện trong nước, tùy nước lớn nhỏ, nước lớn thời bóng lâu diệt, nước nhỏ thời bóng mau diệt. Nếu chiếu vào lưu ly, núi phá lưu ly, thời bóng trụ lâu, lại như lửa đốt cỏ cây, đốt ít thời mau tắt, đốt nhiều thời lâu tắt, không thể vì chỗ lâu tắt không có lửa, mà bảo chỗ đốt nhiều cũng không có lửa. Nghĩa ánh sáng dài ngắn cũng như vậy. Kinh, nguyện lúc ta thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, trong thế giới không có dâm dục sân nhuế ngu si, cũng không danh tự ba độc, hết thảy chúng sanh thành tựu trí tuệ, khéo chỉ giới, khéo thiền định, khéo tu phạm hạnh, khéo không nhiễu hại chúng sanh, nên học bát nhã ba la mật. Luận, hỏi, nếu thế giới không ba độc, cũng không có danh tự ba độc, vì sao Phật xuất sanh ở thế giới đó? Đáp, tham dục sân nhuế ngu si gọi là ba bất thiện căn, là pháp hệ thuộc cõi dục. Phật nếu nói tham dục sân nhuế ngu si thì là điều bất thiện hệ thuộc cõi dục. Còn nếu Phật nói nhiễm ái vô minh, thời đây là bất thiện thông cả ba cõi. Có thế giới Phật thuần là người ly dục, vì hạng chúng sanh đó Bồ Tát nguyện rằng, lúc ta thành Phật trong nước không có ba độc và danh tự ba độc,
lại có thế giới hết Phật thanh tịnh thuần là bậc bất thối chuyển, pháp tánh sanh thân Bồ Tát, không các phiền não, chỉ có tập khí thường, cho nên nói không có danh từ ba độc. Nếu có người nói như Bồ Tát nguyện rằng ta sẽ hết độ hết thảy chúng sanh, mà chúng sanh thật không độ hết, đây cũng như vậy, muốn làm cho thế giới không có danh từ ba độc và cũng thật có ba độc không hết. Nếu hoàn toàn không ba độc thì dùng Phật làm gì? Như đại địa không tối, thời không cần mặt trời chiếu. Như kinh nói, nếu không có ba pháp, thời Phật không ra đời. Nếu ba pháp không dứt, thời không lìa khỏi sanh già bệnh chết. Ba pháp là ba độc, như trong kinh ba pháp nói rộng. Lại nữa, có thế giới chúng sanh phân biệt các pháp là thiện, là bất thiện, là trói, là mở. Đối với pháp nhất tướng tịch diệt mà sanh ý luận như vậy, vì vậy Bồ Tát nguyện rằng, nguyện làm cho chúng sanh ở thế giới ta không sanh ba độc, biết thời tướng ba độc, tức là Niết Bàn. Hỏi, hết thảy chúng sanh có trí tuệ như vậy là trí tuệ gì? Đáp, trí tuệ là chánh kiến thuộc thế gian. Chánh kiến thế gian nói có bố thí, có tội phước, có đời nay đời sau, có A-la-hán, vì tin tội phước nên khéo bố thí, tin có A-la-hán nên khéo chỉ giới, khéo thiền định, khéo tu phạm hạnh, được lực chánh kiến nên khéo không nhiễu hại chúng sanh. Chánh kiến thế gian là cội gốc của vô lậu trí tuệ. Vì vậy nên nói trong nước không có danh từ ba độc. Tham dục có hai, một tà tham dục, hai tham dục, sân nhuế có hai, một tà sân nhuế, hai sân nhuế, ngu si có hai, một tà kiến ngu si, hai ngu si. Chúng sanh có ba tà độc như vậy, khó có thể hóa độ, còn ba độc kia dễ độ. Không có danh từ ba độc là không có danh từ ba tà độc. Năm việc khéo bố thí, khéo chỉ giới như trong trường phóng quang nói kinh, khiến cho ta sau khi vào niết bàn pháp không diệt tận, cũng không có danh tự diệt tận, nên học bát nhã ba la mật. Luận hỏi, Phật là chủ của pháp còn tự diệt độ, cớ sao nói pháp không diệt tận? Đáp, như trên nói, đó là nguyện của Bồ Tát không hẳn sự thật. Hết thảy pháp hữu vi do nhân duyên hòa hợp sanh, làm sao thường trú không diệt được? Phật như mặt trời sáng, pháp như ánh sáng thường. Lại sau mặt trời lặng, làm sao mặt trời lặng mà ánh sáng thường không diệt được? Chỉ vì trụ lâu không thể thấy diệt, cho nên nói là bất diệt.